Sau nhiều thời gian đàm phán, câu lạc bộ Hà Nội và tiền đạo chủ lực Lucao Vinicius gần như đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, nếu Lucao tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Được biết, Lucao vẫn đang nghỉ ngơi tại quê nhà Brazil, cầu thủ sinh năm 1991 sẽ tới Việt Nam vào cuối tuần này để hội quân với đội bóng thủ đô. Sau đó, anh và đội chủ sân hàng để tiếp tục đàm phán những khâu cuối cùng trước khi chính thức ký vào bản hợp đồng gia hạn. Mùa giải vừa qua, Lucao đã có 12 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đoàn quân áo tím. Bên cạnh việc giữ chân thành công tiền đạo chủ lực Lucao, câu lạc bộ Hà Nội cũng đạt được những điều khoản sơ bộ để tiếp tục gắn bó với trợ lý thể lực Bruno Luiz. Ông thầy người Brazil được các cầu thủ đội bóng thủ đô đánh giá rất cao về chuyên môn và mức độ am hiểu với bóng đá châu Á. Để tăng cường lực lượng cho mùa giải 2023, câu lạc bộ Nam Định đã chiêu mộ hàng loạt nội binh chất lượng. Trong đó, ba ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai mùa 2022 gồm Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Hữu Tuấn cập bến đội chủ sân Thiên Trường. Cả ba cầu thủ này đều hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai nên Nam Định chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do. Trên fanpage chính thức của Nam Định hiện mới chỉ công bố bản hợp đồng với Hữu Tuấn. Trường hợp Văn Thanh và Hồng Duy, đội chủ sân Thiên Trường đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Nếu hoàn tất hai hợp đồng với Văn Thanh và Hồng Duy thì Nam Định sẽ có 9 tân binh ở kỳ chuyển nhượng này. Ngoài ra ba cái tên kể trên, những tân binh nổi bật của huấn luyện viên Hồng Việt là thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ Trọng Đại, Khắc Ngọc và tiền đạo Alexander Đặng. Được biết, khi bắt đầu tiếp quản Nam Định, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã mong muốn cải tổ đội hình và vị trí thủ môn là ưu tiên hàng đầu. Ông đã bắt đầu liên lạc với thủ thành Nguyên Mạnh ngay từ thời điểm đó. Thủ môn sinh năm 1991 sau khi chuyển tới chơi cho đội bóng Thành Nam với bản hợp đồng có giá trị 3 năm sẽ nhận mức lót tay rơi vào khoảng 2,5 tỷ đồng, mùa kèm đãi ngộ hạng A, các mức lương, thưởng cho Nguyên Mạnh cũng thuộc dạng tốt ở đội bóng này. Cập nhật thông tin của SHB Đà Nẵng, tái ký hợp đồng với tiền vệ Võ Ngọc Toàn, trung vệ Đức Lễ cũng trở lại từ câu lạc bộ Quảng Nam, hậu vệ Liễu Quang Vinh trở lại SHB Đà Nẵng sau nửa mùa thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn, Hà Minh Tuấn, Giang Trần Quách Tân trở lại khoác áo SHB Đà Nẵng, thủ môn Phạm Văn Cường gia nhập SHB Đà Nẵng, ngoại binh mới ký duy nhất với Nicolas Olsen, tiền vệ Đào Nhật Minh, mùa trước thi đấu cho câu lạc bộ Hà Tĩnh, hậu vệ Trịnh Văn Quang, mùa trước thi đấu cho Bà Rịa Vũng Tàu, sinh năm 1996, cùng lứa với Phan Văn Long, tiền vệ Vincent Trọng Trí, mùa trước thi đấu cho Phù Đổng Fan Club. Bên cạnh đó là những cầu thủ sinh năm 2000 của SHB Đà Nẵng mùa trước được cho các đội hạng nhất mượn. Câu lạc bộ Thanh Hóa vừa công bố bản hợp đồng với huấn luyện viên thể lực Nikita Udovenko, quốc tịch Nga. Ông Nikita học thạc sĩ, tiến sĩ ở lĩnh vực khoa học thể thao ở các trường đại học danh tiếng của Nga. Ông Udovenko sinh năm 1988 có thời gian làm việc cho một số đội bóng ở giải vô địch quốc gia Oman. Gần đây, ông Nikita làm việc tại Viện Khoa học Thể thao, Ủy ban Olympic Trung Quốc. Ông kiêm nhiệm việc là huấn luyện viên thể lực cho Liên đoàn Thể thao Mạo hiểm Trung Quốc. Trước đó, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng vừa công bố bản hợp đồng với huấn luyện viên Velija Popov, người vừa có 4 năm làm việc cùng U23 Myanmar. Ông Popov từng có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Suphanbu và giành vị trí thứ 6 tại Thai League. Sau đó, ông chuyển đến Kelantan làm việc và cũng đạt được thành công với vị trí thứ 4 ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Được biết, huấn luyện viên Popov và trợ lý thể lực Nikita sẽ có mặt tại Việt Nam trong ngày hôm nay 8 tháng 12. Sau đó, họ sẽ bắt tay vào công việc với đội bóng mới vào ngày 10 tháng 12. Huấn luyện viên Velija Popov nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ giúp câu lạc bộ Thanh Hóa thi đấu thành công, thể hiện được lối chơi đẹp mắt tại V-League 2023. Chúng tôi vừa ký hợp đồng với huấn luyện viên Velija Popov. Hai bên có nhiều buổi làm việc trước khi đi đến thỏa thuận hợp tác. Câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ông Popov có thể xây dựng một tập thể mạnh mẽ và cá tính hơn.
Đây là đội bóng của nhân dân Thanh Hóa và chúng tôi hướng đến việc xây dựng một tập thể giàu bản sắc, chơi bóng có đường nét. Tổng giám đốc câu lạc bộ Thanh Hóa, ông Cao Hoàng Đức chia sẻ với truyền thông.